Xin chào tất cả các bạn. Tiếng Anh luôn là điểm yếu của các du học sinh Việt Nam trong hành trang du học của mình. Tuy nhiên thì đất nước Singapore luôn chào đón và tạo cơ hội cho mọi du học sinh học tập ngay từ trình độ tiếng Anh cơ bản nhất. Điều này khiến cho việc học tập tiếng Anh tại Singapore đang là một sự lựa chọn hot được nhiều người quan tâm bởi những ưu điểm mà các khóa học mang lại. Thì cùng trao đổi với Bảo Trâm đến từ công ty Tân Đại Dương thì thông qua chủ đề là bí quyết du học thành công để quyết định tốt hơn cho tương lai của mình nhé. Xin chào Bảo Trâm. Xin chào Ngọc Mai và chào tất cả các bạn. Singapore là quốc gia khá gần với Việt Nam cho nên sẽ là sự lựa chọn cho các bậc phụ huynh muốn cho con em mình sang học tập nền tri thức ở đây. Tuy nhiên thì các bậc phụ huynh vẫn còn đang băn khoăn không biết là tại Singapore thì trình độ tiếng Anh các bạn học sinh sẽ như thế nào? Nên nếu mà đăng ký học dài quá nhưng không phù hợp thì sẽ như thế nào vậy Bảo Trâm? Vâng, thì du học là cả một quá trình đầu tư dài cho tương lai nên sẽ không tránh khỏi được những lo lắng cũng như là những suy nghĩ. Và hiểu được nỗi lo đó của tất cả các bậc phụ huynh thì hiện nay Tân Đại Dương có tổ chức một chương trình du học hè tại trường Kevin Singapore với thời gian học là chỉ trong vòng 3 tuần. Với quy mô lớp học nhỏ thì để giáo viên sẽ có thể quan tâm đến từng học viên của mình. Thì cùng với cái chương trình học được thiết kế hiện đại với đội ngũ giáo viên là người bản ngữ giàu kinh nghiệm thì sẽ giúp cho tất cả các bạn học sinh sẽ có cơ hội để mà giao lưu với đại diện của trường và bạn bè quốc tế thì để hiểu rõ hơn về cái điều kiện nhập học, môi trường học tập cũng như là cuộc sống của du học sinh tại Singapore. Và bên cạnh đó thì chương trình học tiếng Anh thì rất là linh hoạt, sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng tiếp thu nè, cũng như là có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự tin nhất. Bên cạnh đó thì còn có thể hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng năng động hơn trong mọi cái trường hợp nữa. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể tham quan những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở bên Singapore như là Chinatown, công viên Merlion, đảo Sentosa hay là trên đường phố Orchard. Và điều kiện để tham gia khóa học thì rất là đơn giản, chỉ yêu cầu các bạn là từ 15 tuổi trở lên với mức học phí là 1.070 đô la Singapore, tương đương là khoảng 17 triệu tiền Việt Nam đồng. Và sau khi tham gia xong cái khóa học ngắn hạn 3 tuần tại bên Kaplan Singapore thì các bạn sẽ được cấp một cái chứng chỉ tiếng Anh. Thì Trâm nghĩ đây cũng có thể là một cái bằng cấp điểm cộng cho tất cả các bạn trong mắt nhà tuyển dụng nữa đó Mai. Thì sau khi tham gia khóa học ngắn hạn này, nếu mà học sinh cảm thấy phù hợp và muốn tiếp tục học ở Kaplan thì sẽ như thế nào vậy Bảo Trâm? Thì nếu mà các bạn chọn Kaplan là cái điểm đến lý tưởng phù hợp với bản thân của mình thì các bạn học sinh có thể đăng ký với công ty du học Tân Đại Dương để làm bài test tiếng Anh đầu vào để xếp lớp các bạn vào cái trình độ tiếng Anh phù hợp nhất của mình. Thì trường Kaplan thì tiếng Anh là sẽ có 5 cấp độ, mỗi cấp độ là học trong vòng 2 tháng với mức học phí là 2.247 đô cho một tháng. Thì sau khi hoàn thành xong cái chương trình tiếng Anh, các bạn sẽ được vào thẳng cái chương trình chính khóa với nhiều cái chuyên ngành đa dạng mà các bạn có thể lựa chọn như là kế toán, kinh doanh và quản lý thông tin, kinh doanh và luật, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông, trợ lý luật sư, công nghệ web, quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, du lịch khách sạn, hay là những ngành như là nhân sự, pháp y máy tính, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng hay là marketing và quản lý bán lẻ nữa đó. Thì học phí cũng là một vấn đề mà tất cả quý vị phụ huynh rất là quan tâm. Vậy thì Trâm có thể chia sẻ cho tất cả các bạn cũng như là quý phụ huynh biết là thông tin về mức học phí cũng như là các khóa học tại Singapore được không vậy Trâm? Thì Trâm sẽ chia thành 4 bậc. Thì là thứ nhất là nếu bạn chỉ đi sang Singapore để học tiếng Anh thì các bạn cần chuẩn bị tài chính như sau. Đó là thông thường một khóa học tiếng Anh thì kéo dài tối thiểu là trong vòng 2 tháng, còn khóa luyện thi IELTS là tối thiểu là 1 tháng. Thì tối đa sẽ lên đến là 1 năm tùy vào cái trình độ tiếng Anh của bạn cũng như là cái nhu cầu mà bạn muốn học dài hay là ngắn hạn. Thì học phí cho 1 tháng thì khoảng 17 triệu Việt Nam đồng. Bên cạnh đó ăn, ở, đi lại, tiêu vặt thì mỗi tháng là tầm khoảng 1.000 đô la Singapore nữa. Như vậy thì 1 tháng học tiếng Anh ở Singapore thì các bạn tính về tiền Việt Nam thì sẽ khoảng là 35 triệu Việt Nam đồng. Còn thứ hai đó là đối với chương trình học phổ thông là O-Level hay là A-Level thì nếu các bạn dự định học phổ thông ở Singapore, học ở các trường tư thì học phí sẽ dao động là từ khoảng 10.000 cho đến 15.000 đô la Singapore cho một năm. Còn trong trường hợp thì nếu các bạn thi được vào các trường phổ thông công lập thì học phí nó sẽ rất là rẻ, thì chỉ khoảng hơn 1.000 đô la một năm mà thôi. Còn thứ ba đó là đối với chương trình học đại học thì thông thường thì để lấy được bằng đại học ở Singapore thì mình sẽ mất khoảng từ 2 cho đến 3 năm tùy vào cái đầu vào cũng như là tùy theo từng trường mà các bạn chọn. Tổng học phí cho cái khóa học đại học thì của mình lên đến là từ 25.000 cho đến 40.000 đô la tùy vào trường và cũng như là cái ngành học của mình, thì tương đương thì sẽ khoảng từ 400 cho đến 600 triệu Việt Nam đồng.
Nếu bên cạnh đó các bạn có cái bằng là bằng BTech thì các bạn sinh viên năm 3 và năm 4 có thể chuyển tiếp vào học cái chương trình đại học năm cuối thì học phí chỉ xoay quanh trên dưới là 200 triệu Việt Nam đồng mà thôi. Còn về chi phí sinh hoạt thì ước tính là khoảng 1.000 đô la cho một tháng. Như vậy thì tổng chi phí cho từ 2 đến 3 năm học của các bạn là hết từ 50.000 đến 70.000, tương đương là khoảng 850 triệu cho đến là khoảng 1,2 tỷ Việt Nam đồng của mình. Còn thứ tư đó là cũng là bậc cuối cùng, đó là đối với các khóa học thạc sĩ hay là chương trình MBA. Thì các chương trình này thì kéo dài trong vòng 12 tháng cho đến 18 tháng. Thì phổ biến nhất ở Singapore là học trong vòng 12 tháng. Thì học phí nó sẽ dao động là từ 20.000 cho đến 30.000 đô la Singapore. Chi phí sinh hoạt thì cũng như trên đó là khoảng 1.000 đô la Singapore một tháng. Thì như vậy các bạn cần chuẩn bị là khoảng từ 30.000 cho đến 40.000 cho toàn bộ các khóa học thạc sĩ của mình nữa đó. Trên đây chỉ là mức học phí và chi phí sinh hoạt dự trù, trên thực tế thì còn có những trường có học phí rẻ hơn hoặc là các học phí nó sẽ đắt hơn một chút nữa. Thì học phí được tính sẽ dựa trên học ở các trường tư hay là trường quốc tế. Chi phí sinh hoạt dự trù thì sẽ dựa vào cái tiêu chuẩn phòng ở ký túc xá là các bạn sẽ chọn ở từ 2 người hay là 4 người. Bên cạnh đó thì chi phí ăn ở là khoảng từ 3 cho đến 4 đô la Singapore cho một bữa ăn của mình. Còn về chi phí sinh hoạt thì phụ thuộc rất là nhiều vào cái cách chi tiêu của từng bạn học sinh nữa đó Mai. Vâng, thì rất là cảm ơn Trâm về những thông tin mà chị Trâm đã cung cấp cho tất cả các bạn. Và để tìm hiểu rõ hơn về cách chọn trường, chọn ngành thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp tại công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì chúng tôi còn có 2 chi nhánh khác là ở quận 5 và ở Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương sẽ không có chi nhánh là ngoài Hà Nội nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể truy cập vào website của công ty, đó chính là tandaiduong.edu.vn hay là gọi ngay đến số điện thoại trực tiếp của văn phòng công ty là 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Và tiếp theo trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với một tân du học sinh Singapore, đó là em Nguyễn Đức Huy. Thì ngay bây giờ đây mời các bạn cùng trò chuyện với Đức Huy nhé. Chào Đức Huy. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Nguyễn Đức Huy. Hiện nay mình đang học trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao là Huy lại chọn Singapore làm điểm đến để du học? Theo mình nghĩ thì Singapore là một đất nước khá gần Việt Nam và chất lượng giáo dục của nó cũng là thuộc hàng đầu trên thế giới. Thế nên mình chọn Singapore làm điểm đến du học của mình. Ở Việt Nam thì em đã hoàn tất lớp 11 rồi. Dạ. Thì không biết là qua bên sinh em sẽ học tiếp chương trình gì? Qua chương trình bên sinh thì mình sẽ học tiếp theo đó là Anh văn và tiếp theo đó là dự bị. Rồi là em qua đó mình sẽ ở đâu em? Em gia đình em sau khi hỏi kiến thì gia đình chọn quyết định chọn cho em ở ký túc xá. Ký túc xá gần trường đúng không? Dạ. Thì vào những thời gian rảnh thì Hy thường làm gì? Ở đây thì ngoài thời gian rảnh thì em thích chơi thể thao. Cái môn thể thao nào mà được Huy yêu thích nhất? Theo em nghĩ là em chơi tốt nhất là bơi lội. Bơi lội. Dạ. Mình đã có tham gia cuộc thi nào chưa? Chưa. Rồi qua đâu thì Huy biết được dịch vụ của Tân Đại Dương em? Em sau khi tham khảo ở trên website và người thân giới thiệu cho em một công ty khác, nhưng mà theo em nghĩ Tân Đại Dương tốt hơn. Đại khái cảm nhận của Huy khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì như thế nào? Cảm nhận của em khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương đó là Tân Đại Dương thì yêu cầu hồ sơ cũng rất là đơn giản mà nên dài dài cũng gần, nên em đi lại thường xuyên cho đến khi mà kết thúc hoàn tất hồ sơ thì cảm giác chờ đợi rất là hồi hộp vì chờ gần một tháng trời mới có được hồ sơ. Chị cảm ơn những chia sẻ của Huy nha. Dạ. Chúc em qua Singapore học tập thật tốt. Dạ, cảm ơn chị. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe chia sẻ của em Đức Huy. Và nếu như mà các bạn đang thắc mắc phân vân không biết là thủ tục hồ sơ du học Singapore như thế nào và điều kiện đầu vào của các trường ra sao thì hãy liên hệ với các chuyên viên tư vấn Singapore của Tân Đại Dương theo địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là ở Nha Trang. Các bạn có thể tới địa chỉ gần nhất. Và thông tin về trường thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.